Một ngày trong thế kỷ mới, trên đường phố có nhiều đoàn người dắt giữ nhau đi khỏi. Bài viết của thi sĩ Trần Tiến Dũng có tựa đề Dòng người rời Sài Gòn, dòng sông nước mắt chảy ngược. Sài Gòn Phong Thành bút ký. Không ai mừng khi một đất nước nào đó bị biến thể Delta lây nhiễm, nhưng lại là cảm giác khác khi biết tin biến thể Delta cúm China quay trở lại tấn công Trung Quốc, nước khai sinh truyền nhiễm virus Corona China cho toàn thế giới. Khi tôi nói cảm giác khác khi đọc tin, vậy cảm giác đó là gì? Đương nhiên là dửng dưng và tò mò chờ coi chế độ Bắc Kinh sẽ đón đợt lây nhiễm gậy ông đập lưng ông này ra sao. Tôi không giấu quan điểm ghét Trung Cộng, nhưng với người dân Trung Hoa thì không mắc mớ gì để phải ghét bỏ. Tôi nhớ có lần đi từ phi trường San Francisco về Sài Gòn. Trong cái phi trường lớn dễ sợ, dễ khiến người ta lo ngại bị lạc, bị trễ chuyến bay, tình cờ tôi và một cô sinh viên Trung Hoa đi song hành với nhau. Vì chỉ qua một vài câu trao đổi thông thường, cô gái ấy đoán được sự lo ngại rằng một người có tuổi như tôi khó tìm thấy cổng chờ chuyến bay, có nguy cơ trễ chuyến nên tận tình đưa tôi đến nơi. Lúc chia tay, tôi nhớ cô ấy đã nhận lời cảm ơn của tôi bằng nụ cười hiền lành. Đến giờ tôi vẫn nhớ nụ cười hiền trên gương mặt bình thường đến dễ quên của cô gái đến từ một dân tộc hơn 1.5 tỷ dân. Tin ngày 1 tháng 8 cho biết, các quan chức cộng sản cao cấp Trung Cộng yêu cầu phải bảo vệ thủ đô Bắc Kinh bằng mọi giá, thông qua các biện pháp nhanh nhất, nghiêm ngặt nhất và quyết đoán nhất. Lời lẽ sắc máu của chóp bu Trung Cộng khiến tôi nhớ các đoạn clip quay lại cảnh cả triệu người lao động nhập cư đang tháo chạy khỏi Sài Gòn vì sợ dịch thì ít nhưng sợ chết đói, vì lệnh phong thành giới nghiêm kéo dài thì nhiều. Sài Gòn xuyên qua các triều đại kể từ ngày các chúa Nguyễn vào Nam, chưa bao giờ có cảnh nước mắt chảy ngược đau đớn như vậy. Tôi thấy cảnh hai anh em, tuổi thanh niên, người nam là công nhân, em gái là sinh viên. Hai anh em trình bày với công an ở chốt kiểm soát rằng họ chỉ còn có 200.000 đồng, không thể sống sót nếu ở lại và mong được thấu hiểu hoàn cảnh để cho phép họ về quê. Hẳn nhiên, điều cầu xin này không được người thừa hành lệnh cấm rời Sài Gòn thấu hiểu. Sài Gòn, với tầng lớp người nghèo, từ nhiều địa phương luôn sẵn mở rộng giấc mơ, có khi gần hơn, giấc mơ dễ thành hiện thực hơn dạng giấc mơ Mỹ như đối với nhiều dân tộc trên thế giới. Hai anh em người Việt muốn rời Sài Gòn vì dịch bệnh và cô gái Trung Hoa rời bỏ giấc mơ Mỹ vì lý do nào đó, và nếu có một điểm chung nào giữa họ thì đó là một khi họ không còn ở nơi chốn có giấc mơ đẹp nhất thì cánh cửa chế độ nhận họ chính là nơi coi quyền được lên tiếng, quyền được thấu hiểu để tồn sinh lúc bình thường hay chiến tranh. Dịch hòa là thứ đã bị xóa bỏ, bị chôn kín trong nấm mồ quyền con người. Thứ quyền chỉ có ở chính thể Việt Nam Cộng Hòa và nước Mỹ tự do. Tôi không cố khiên cưỡng khi so sánh về trường hợp hai anh em người Việt rời Sài Gòn dịch bệnh phải phong thành và cô gái Trung Hoa rời nước Mỹ, mà giờ đây có thể đã chết vì virus corona ở Vũ Hán trong năm 2020, hay tới đây là virus biến thể Delta. Bởi thân phận con người trong đại dịch xuất phát từ Trung Cộng này đều có sinh mệnh mỏng manh như một con kiến, con bướm dưới vòi thuốc trừ sâu. Nhưng khi chứng kiến cảnh đoàn người lao động khốn khó chạy dịch bệnh, chạy đói khổ rời bỏ Sài Gòn,
người ta không khỏi nghĩ, cho dẫu cúm tàu biến thể Delta lúc này không biết xét lý lịch, phân biệt tầng lớp giàu, dân nghèo, người già, thanh niên, bất kỳ ai cũng bị virus lây nhiễm, giết hại. Nhưng kiểm lại, nếu giả dụ virus có chỉ tiêu về số người sẽ phải chết, thì hẳn đặc quyền đánh tráo thành phần, dân số bị virus cúm tàu tàn hại, bắt người nghèo khó bị nạn thay, thuộc về đặc quyền tầng lớp quyền lực giàu có. Xin thưa, nếu không là thế thì tại sao các chế độ cai trị chuyên chế lại cấm đoán tầng lớp dân số dễ tổn thương, nghèo khó được sinh tồn với quyền thiêng liêng, rời bỏ, trốn tránh, chạy khỏi các tâm đại dịch đang hoành hành? Họ nhân danh cái gì bảo vệ sinh mạng cộng đồng ư? Chẳng phải hàng đoàn người đang tháo chạy và hàng triệu người có nhu cầu di cư tránh dịch để tồn sinh là cộng đồng lớn đó sao? Sài Gòn ngày cuối tháng 7, tin cũng cho biết dân vùng tâm dịch đô thị lớn nhất nước này cũng bị cấm dân rời thành phố bằng phương tiện cá nhân và đề nghị các tỉnh tổ chức đưa về. Việc này dẫu là tạo điều kiện an toàn chung, nhưng rồi thì chính quyền Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Huế thực hiện cho có, sau đó lạnh lùng, bất nhân, dừng hết việc đón người lao động tỉnh của mình trở về. Dư luận các ngày gần đây xúc động trước cảnh người các địa phương đã hết lòng tương trợ, giúp đỡ dòng người rời khỏi Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, vì họ chỉ còn mỗi hy vọng quê nhà là nơi an toàn nhất. Những đứa con đang khóc với dòng nước mắt chảy ngược, đang mong được trở về nhà. Dẫu đó chỉ là hy vọng tạm thời, nhưng là nơi chốn duy nhất có phép lạ không bao giờ bỏ rơi, từ chối họ trong lúc khủng hoảng vì dịch cùng cực. Có người quan tâm hỏi, vậy họ có trở lại Sài Gòn không và chừng nào? Giấc mơ là thứ tài sản tinh thần duy nhất mà người nghèo khó ở khắp đất nước này có, và Sài Gòn lại sẽ vì họ mà có giấc mơ an bình, tốt đẹp để đón mừng họ trở về Sài Gòn. 3 tháng 8 năm 2021. Thank you.
qua gương cho những kiếp người thật thà. Nay hồi hương quay về mộng đời phố thị giờ dàng, có giọt lệ như đang trong mắt cha khi xa Sài Gòn. Ngày nào rời xa quê hương tìm đến chốn phồn hoa Sài Gòn, áo gấm vơi một đời cha dành hết cho mẹ cho con. Giờ đành xa nơi đây khi quê hương yếu đau một đời, ra đi hay trở về biết làm sao với thế kỷ này. Lưu vong trên quê hương xa Sài Gòn chẳng nào đâu mua chẳng nào, nhưng con ơi ở lại biết lấy gì để cha yêu thương. Lưu vong trên quê hương chạy đêm ngày dù không tiếng súng, Sài Gòn của bao dung cũng đành hẹn ngày sau về cùng. Lưu vong trên quê hương xa Sài Gòn chẳng nào đâu mua chẳng nào, nhưng con ơi ở lại biết lấy gì để cha yêu thương. Lưu vong trên quê hương chạy đêm ngày dù không tiếng súng, Sài Gòn của bao dung cũng đành hẹn ngày sau về cùng.